Chú thím kính mến, thời tiết tại Hoa Kỳ đang trong mùa đông giá lạnh, làm cho tâm tư của cháu nhớ về gia đình, gia tộc rất nhiều. Ước mong được nhìn, nghe tiếng, nụ cười của người thân, nhất là chú thím, để lòng vơi đi nỗi nhớ, nhưng vẫn xa vời lại bị Covid làm cản trở tất cả. Hình ảnh năm nào chú thím được du lịch đã đến với gia đình chúng cháu tại Fort Mill tiểu bang South Carolina, cùng với con cháu chắt quây quần bên bàn cơm thật ấm cúng hạnh phúc, tham quan thành phố, viếng thăm nhà thờ chánh tòa của giáo phận Charlotte tiểu bang North Carolina, nhà thờ của người Việt Nam. Chú thím rất vui thấy được con cháu vẫn duy trì nét đẹp truyền thống của gia phong của dân tộc nơi xứ người. Hôm nay tại quê nhà, thế hệ con cháu bước vào tuổi trưởng thành, lập thân, một niềm vui hạnh phúc của gia đình, của gia tộc lại được triển nở đâm chồi nảy lộc. Một số con cháu ở xa không về hiện diện, chia sẻ, nhưng vẫn hướng lòng về quê hương với gia tộc, hiệp chung niềm vui hạnh phúc này và cầu chúc con cháu tiếp tục phát huy truyền thống của gia tiên họ Bùi. Tuy nhiên, các em và em tươi sẽ thay mặt gia đình cháu hiện diện chia sẻ chúc mừng đến chú thím. Kính chúc chú thím năm mới tràn đầy ơn Chúa trong sự quan phòng gìn giữ ân ban muôn ơn lành của Thiên Chúa, cháu Bùi Văn Bằng và gia đình.